Kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị và khán giả thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Và sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất được chúng tôi mới cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta đang quá lãng phí test nhanh. Hàng loạt quan chức bị khởi tố vì Việt Á, sai phạm mang tính hệ thống. Bộ Y tế có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá kit test COVID-19. Test nhanh COVID-19 cháy hàng, Bộ Y tế đề nghị nhập thêm, sản xuất thêm. Giá bán thuốc Monopiravir Việt Nam, nhưng ai không được dùng thuốc? Vừa rồi là phần điểm tin chính, ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chúng ta đang quá lãng phí test nhanh. Thưa quý vị, với biến thể Omicron, nếu chúng ta cứ tiếp tục test tràn lan như hiện nay, không những rơi vào tình trạng khủng hoảng khan hiếm kit test mà còn khủng hoảng trầm trọng nguồn nhân lực lao động. Tôi dự đoán trong tháng 3 và tháng 4, biến thể Omicron sẽ thống trị. Nếu xét nghiệm đầy đủ, số ca nhiễm cả nước có thể lên tới 250.000 mỗi ngày. Đỉnh dịch kéo dài khoảng 45 ngày, đến tháng 5 mới lắng dần xuống. Mỗi ngày Hà Nội của chúng ta có thể đạt đỉnh 40.000 ca. Trong bối cảnh ấy, chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng kit test xét nghiệm COVID, cả PCR lẫn test nhanh kháng nguyên. Chiều tối hôm qua, tôi đi 10 cửa hàng thuốc hỏi mua test nhanh thì có tới 7 cửa hàng không còn. Nếu có thì giá đều tăng hơn so với mặt bằng. Chúng ta đang sử dụng test nhanh rất lãng phí. Có những bệnh nhân theo dõi tại nhà, ngày test đến 3 lần sáng trưa chiều tối. Hôm nào cũng test để xem vạch T nhạt hơn chưa và khi nào thì âm tính. Một người dương tính thì cả nhà đều test liên tục. Có triệu chứng test, không triệu chứng cũng test. Thậm chí có gia đình chẳng ai nhiễm nhưng test thường xuyên vì sợ hãi COVID. Thế giới hiện đã khan hiếm test nhanh COVID. Những quốc gia giàu có về tiền bạc với nền y tế cực kỳ phát triển, nhưng khi đối mặt với biến thể Omicron, đang rơi vào khủng hoảng khan hiếm trầm trọng test nhanh COVID. Từ Mỹ đến châu Âu, rồi châu Á như Nhật Bản hay Australia, mặc dù đã lường trước tình huống và có sự chuẩn bị trước, nhưng đều bị thiếu kit test. Mỹ đã kêu gọi người dân không xét nghiệm nếu không có triệu chứng. Florida đưa ra chỉ số tin cậy Just Index xét nghiệm COVID. Theo đó, chỉ nên test khi kết quả mang lại giá trị cao, high value, và ngược lại, giá trị thấp, low value, thì không cần test. Ví dụ, xét nghiệm nhóm người cao tuổi mắc bệnh nền hoặc những bệnh nhân nằm viện nếu dương tính sẽ thay đổi kết quả chẩn đoán và phác đồ điều trị bệnh. Những ca có triệu chứng COVID để áp dụng các biện pháp phòng ngừa thì sẽ được gọi là giá trị cao và nên test. Ngược lại, những người khỏe mạnh không triệu chứng, học sinh và giáo viên trong trường học, công nhân trong nhà máy, nhân viên trong công sở sẽ được coi là giá trị thấp, không cần phải test. Theo tôi, Việt Nam nên học cách làm của Florida, có nghĩa là chúng ta chỉ test những ca có triệu chứng hoặc test nhằm mục đích chẩn đoán trong bệnh viện như phân biệt giữa viêm phổi do COVID hay do vi khuẩn. Test ở những người có nguy cơ mắc COVID sẽ chuyển bệnh nặng. Với biến thể Omicron, nếu chúng ta cứ tiếp tục test tràn lan như hiện nay, không những rơi vào tình trạng khủng hoảng khan hiếm kit test mà còn khủng hoảng trầm trọng tới nguồn nhân lực lao động. Bệnh viện sẽ không đủ người làm việc vì số ca dương tính quá nhiều, trường học sẽ thiếu giáo viên, các cơ quan công sở thiếu nhân viên, nhà máy sản xuất thiếu công nhân. Nếu như quy định phải test để bóc tách ca dương tính cách ly. Khủng hoảng tiếp theo tôi muốn đề cập là hệ thống y tế sẽ quá tải. Trong tuần vừa rồi, nhiều nhân viên y tế phường xã và trung tâm y tế đã chia sẻ với tôi rằng họ đang quá sức chịu đựng. Người dân tự test dương tính gọi y tế phường không được, đi khai báo dương tính với COVID ở xã phường cũng ùn ứ, bị hẹn đi hẹn lại, không đến lượt do quy định kết quả test chỉ được công nhận để nhập vào danh sách báo cáo khi người dân phải làm test trước mặt nhân viên y tế. Với đà hiện tại, bệnh viện điều trị và cách ly bệnh nhân COVID-19 sẽ quá tải. Biến thể Omicron với sức lây nhiễm gấp 500 lần biến thể Delta. Theo tôi, chẳng quốc gia nào đủ sức mạnh ngăn cản nổi nó. Nhưng biến thể Omicron cũng là cơ hội để các nước thoát khỏi đại dịch COVID. Bởi lẽ, hầu hết ca nhiễm không có triệu chứng hoặc triệu chứng thoáng qua, bệnh nhẹ không cần phải can thiệp y tế. Bệnh nhân chỉ cần theo dõi tại nhà, dùng thuốc hạ sốt khi có sốt cao trên 38,5 độ C trong những ngày đầu. Hầu hết đều ổn định sau vài ngày. Đó là lý do Na Uy, Đan Mạch rồi đến Thụy Điển, tiếp theo là các quốc gia châu Âu đã nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch, coi COVID là bệnh đặc hữu, chuẩn bị công bố thoát khỏi đại dịch COVID vào đầu tháng 4 này. Theo tôi, Việt Nam cũng đã đến thời điểm coi COVID là bệnh lý đường hô hấp, tương tự như các bệnh lý đường hô hấp do các virus khác gây nên. Có nghĩa là trả COVID về cho tuyến y tế điều trị, các bệnh viện đa khoa sẽ thành lập khoa COVID, hoặc ít nhất là đơn nguyên chẩn đoán và điều trị bệnh nhân COVID. Thậm chí có những khoa dành riêng phòng điều trị bệnh nhân COVID. Công việc chuẩn bị và điều trị giao cho bác sĩ lâm sàng. Nếu chúng ta cứ mắc kẹt trong cái bẫy mang tên đại dịch COVID-19,
Khi mà biến thể Omicron đang bắt đầu tấn công ồ ạt, thì chúng ta sẽ đối mặt với khủng hoảng khan hiếm nghiêm trọng về kit test xét nghiệm, khủng hoảng nguồn nhân lực lao động, khủng hoảng về hệ thống y tế với nguy cơ đổ vỡ. Nên thay đổi quan niệm về dịch bệnh để không bị khủng hoảng. Hàng loạt quan chức bị khởi tố vì Việt Á, sai phạm mang tính hệ thống. Thưa quý vị, theo tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, sai phạm trong vụ Việt Á mang tính chất hệ thống vì không một cá nhân hay cơ quan đơn nhất nào có thể đủ sức thực hiện. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt quan chức từ Trung ương đến địa phương của Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ đã bị khởi tố hoặc bị bắt vì liên quan đến vụ nâng khống giá kit của công ty Việt Á. Trong đó có các cán bộ như Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc CDC 5 tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế. Dư luận đặt ra câu hỏi, Việt Á tầm cỡ như thế nào mà có thể liên kết hàng loạt quan chức từ Trung ương đến địa phương, cũng như khiến nhiều lãnh đạo bị khởi tố đến như vậy? Theo thông tin từ Bộ Công an, Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Tiền hoa hồng Việt Á chung chi khoảng 800 tỷ đồng. Khám xét và điều tra các bị can thuộc công ty Việt Á, lực lượng chức năng đã phong tỏa, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản. Được thành lập từ năm 2007 với vốn đăng ký chỉ 80 triệu đồng, công ty Việt Á do bị can Phan Quốc Việt làm chủ tịch. Sau 6 lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, công ty Việt Á đã có vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng vào tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, bị can Phan Quốc Việt chỉ nắm giữ 10,2% cổ phần của công ty. Một mình Phan Quốc Việt không thể hô biến đề án sử dụng 19 tỷ đồng tiền ngân sách, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-Time RT-PCR phát hiện chủng virus corona thành một tài nguyên để kinh doanh, đội giá lên nhiều lần. Một mình Phan Quốc Việt cũng không thể gây sức ép để hàng loạt CDC các tỉnh phải ký hợp đồng với Việt Á, để rồi nhiều giám đốc CDC vướng vòng lao lý. Mức giá một kit xét nghiệm PCR mà Việt Á đưa ra là 470.000 đồng trên kit, thậm chí còn cao hơn. Cùng thời điểm, các sản phẩm kit xét nghiệm tương tự được công ty cổ phần Sao Thái Dương niêm yết giá 300.000 đồng trên kit, công ty Amphaco USA có giá 179.800 đồng trên kit. Tuy nhiên, sản phẩm của Việt Á vẫn được phân phối và bán trực tiếp hoặc gián tiếp đến 62 tỉnh thành trên cả nước. Đến cuối tháng 1 vừa qua, Tổng cục Hải quan công bố Việt Á đã nhập 3 triệu que thử xét nghiệm từ Trung Quốc với giá khoảng 21.000 đồng trên kit, tức 0,955 USD. Và thật khó để biết có bao nhiêu que xét nghiệm trong số đó đã được tẩy trắng để gắn mác Made in Việt Nam rồi bán với giá cao ngất ngường. Bình luận về vụ việc trên, tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho rằng, đây là một vụ sai phạm mang tính chất hệ thống. Trong việc này, không có một cá nhân đơn nhất nào có thể thực hiện được. Muốn biến của công thành của tư trên phạm vi cả nước thì phải có một hệ thống, không chỉ trong cơ quan của một bộ mà còn các bộ khác. Theo tiến sĩ Lê Văn Cương, từ vụ việc này thấy được hệ thống giám sát việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế còn rất nhiều sơ hở. Một hoạt động liên quan đến tính mạng con người, nhưng hệ thống giám sát ở đâu? Đúng ra tất cả những việc này phải được thực hiện công khai, minh bạch, nhưng tất cả đều diễn ra trong bóng tối. Trên đời này, người ta ăn vụng trong bóng tối, chứ không ai ăn vụng dưới bóng đèn neon cả. Nếu hoạt động này được làm công khai, minh bạch thì không ai làm việc khuất tất. Các loại tham nhũng, trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào đều xấu và là mục tiêu để đảng ta chặn đứng, đẩy lùi, xử lý các sai phạm. Nhưng việc tham nhũng, trục lợi trong lĩnh vực y tế liên quan trực tiếp đến sinh mạng của hàng triệu người dân thì là tội ác tột cùng. Tham nhũng về xây dựng, về làm đường giao thông cũng có lúc gây ra những hậu quả nghiêm trọng, nhưng chỉ là gián tiếp thôi. Riêng tham nhũng liên quan đến sinh mạng con người thì tôi nói những người chủ mưu không còn nhân tính nữa. Họ đã đặt lợi ích, vụ lợi cá nhân lên trên sinh mạng của hàng triệu người. Không thể đưa sinh mạng của người dân ra buôn bán được, tiến sĩ Lê Văn Cương cho biết. Cùng theo tiến sĩ Lê Văn Cương, thời gian tới, các cơ quan chức năng có liên quan, đặc biệt là Bộ Y tế, cần tổng kiểm kê, ra soát lại văn bản pháp luật liên quan đến mua sắm vật tư, thiết bị y tế, xốc lại bộ máy, kiểm tra tất cả những người liên quan. Việc điều tra, truy tố, xét xử cần được tiến hành đối với những cá nhân đã sai phạm, trục lợi trong vụ việc Việt Á để củng cố niềm tin của nhân dân. Test nhanh COVID-19 cháy hàng, Bộ Y tế đề nghị nhập thêm, sản xuất thêm. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19,
Trong những ngày gần đây, hiện tượng khan hiếm và biến động về giá kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 khiến không ít người dân phàn nàn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Lợi, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế. Khi được hỏi, xin ông cho biết hiện nay đã có bao nhiêu nhà cung cấp và bao nhiêu loại kit test đã được Bộ Y tế cấp số lưu hành. Ông Nguyễn Minh Lợi, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế trả lời. Tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2022, Bộ Y tế đã cấp phép 169 trang thiết bị y tế, sinh phẩm chẩn đoán in vitro, xét nghiệm SARS-CoV-2. Có 14 sản phẩm sản xuất trong nước và 155 sản phẩm nhập khẩu, gồm 56 sản phẩm xét nghiệm vật liệu di truyền, 83 sản phẩm xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 và 30 sản phẩm xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2. Các trang thiết bị y tế, sinh phẩm chẩn đoán in vitro, xét nghiệm SARS-CoV-2 là các trang thiết bị y tế loại C, D, nên khi lưu hành trên thị trường phải được cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định. Các cơ sở kinh doanh loại sản phẩm này phải công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại C, D theo quy định của Nghị định số 98 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Khi được hỏi, nhu cầu tự test COVID-19 của người dân tăng cao đột ngột, giá kit test xét nghiệm từ những phố thuốc đến mạng xã hội ở các mức không thể kiểm soát, Bộ Y tế có các biện pháp cụ thể gì lúc này? Ông trả lời, Bộ Y tế đã nắm được thông tin hiện nay có tình trạng khan hiếm cục bộ và giá cả không thống nhất đối với kit test nhanh SARS-CoV-2. Có thể thấy rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 của người dân tăng cao. Nguyên nhân gây nhu cầu tăng do sau Tết, người dân quay trở lại làm việc, đi du lịch, đi lễ hội hay như học sinh, sinh viên quay trở lại trường học. Qua các kênh thông tin cho thấy có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý. Để kịp thời có những biện pháp phù hợp, sáng hôm nay, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu kit test xét nghiệm SARS-CoV-2. Bộ Y tế nhận thấy cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Thứ nhất, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sản xuất, nhập khẩu kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 chủ động tăng cường hoạt động sản xuất, nhập khẩu sản phẩm để đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm, thực hiện công khai và cập nhật giá. Trong đó có yêu cầu các nhà phân phối, bán lẻ thực hiện niêm yết giá, không gom hàng và tăng giá. Không để tình trạng giá công bố cao nhưng giá bán thấp, tạo kẽ hở cho các nhà phân phối, bán lẻ lợi dụng làm lũng đoạn thị trường. Không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường. Thứ hai, hiện nay Bộ Y tế đã có các hướng dẫn rất cụ thể đối với các trường hợp nguy cơ F1, các trường hợp bị nhiễm F0. Các quy định này đều đã được công khai trên cổng thông tin điện tử. Chính vì vậy, đề nghị người dân cần nghiên cứu, liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn chi tiết, tránh việc mua và sử dụng kit test khi chưa có nhu cầu, gây lãng phí không cần thiết, ảnh hưởng đến thị trường. Trường hợp cần thiết để đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, đề nghị người dân lưu ý khi mua và sử dụng các sản phẩm lưu hành trên thị trường phải có nguồn gốc rõ ràng, thuộc danh sách sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và giấy phép nhập khẩu theo đúng thông tin về chủng loại, hãng nước sản xuất, có nhãn mác đầy đủ, thông tin theo quy định và có tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Bộ Y tế khuyến cáo người sử dụng cần nghiên cứu kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn sử dụng sản phẩm để tránh mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng. Thứ ba, Bộ Y tế có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn chủ động hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng cung ứng trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị y tế, đồng thời phối hợp chỉ đạo cơ quan chức năng, quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, gom mua hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán ra các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 bất hợp lý. Thứ tư, để tăng cường các biện pháp nhằm ổn định giá kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 trên thị trường, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý giá, quản lý thị trường, hải quan và các đơn vị liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra một số đơn vị về việc kê khai và công khai giá bán theo quy định để đảm bảo giá bán ra phù hợp với các chi phí đầu vào, không bán qua nhiều cấp trung gian, tăng giá bất hợp lý để đảm bảo bình ổn giá bán trên thị trường. Khi được hỏi, kit test nhanh SARS-CoV-2 cũng như thuốc điều trị COVID-19 là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, phải được cơ quan y tế cấp phép, đảm bảo chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhưng việc kinh doanh mặt hàng này rất hỗn loạn. Vậy có hướng dẫn quy định như thế nào những loại kit xét nghiệm được phép lưu hành? Ông trả lời, trang thiết bị y tế, sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm SARS-CoV-2 lưu hành trên thị trường phải được cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định của Nghị định số 98. Đồng thời, các đơn vị kinh doanh phải thực hiện công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại C, D theo quy định của Nghị định 98. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai một số biện pháp chủ yếu.
làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để báo cáo Chính phủ xem xét đưa kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 và mặt hàng bình ổn giá theo tinh thần nghị quyết số 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kịp thời đăng tải các thông tin, công khai giá, công khai kết quả trúng thầu. Đăng tải công khai các sản phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu cũng như các sản phẩm bị thu hồi. Khẩn trương ứng dụng công nghệ thông tin, ra soát quy trình để đẩy nhanh tiến độ cấp phép đảm bảo theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa cơ quan thanh tra y tế với cơ quan quản lý giá, quản lý thị trường, hải quan và các đơn vị liên quan ở các cấp để kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này, đảm bảo ổn định thị trường. Hệ lụy nghiêm trọng từ việc F0 không khai báo y tế. Thưa quý vị, sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng, trong đó có Bình Dương. Đáng lo ngại là nhiều người nghĩ sai lệch tác hại của COVID-19 hiện nay nên chủ quan, không khai báo, tự điều trị tại nhà. Ngày 23 tháng 2, ngành y tế Bình Dương thông tin, trong 7 ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tăng cao so với tuần trước, trung bình mỗi ngày khoảng 70 ca. Nguyên nhân tăng là do nhu cầu đi lại, du lịch, dịp Tết Nguyên đán cùng các hoạt động đang dần mở lại. Học sinh sinh viên đi học trực tiếp, công ty đón người lao động ở các tỉnh thành trở lại làm việc dẫn đến gia tăng người nhiễm. Đánh giá cấp độ dịch trong tuần có 91 trên 91 xã phường ở Bình Dương bình thường mới, cấp độ 1. Tỷ lệ người nhiễm trong học sinh sinh viên rất thấp. Mặc dù trong tuần, số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương tăng, nhưng số ca chuyển lên tầng 3 không có, trong khi số ca nặng thở máy giảm 13,5%, chỉ ghi nhận một ca tử vong. Theo thống kê của ngành y tế Bình Dương, trong 7 ngày qua, số ca mắc COVID-19 có tới 83,5% ca không triệu chứng, 97,6% không bệnh nền, 98,4% điều trị tại nhà. Đến nay, Bình Dương đã tiêm được hơn 5,9 triệu liều vaccine, trong đó có hơn 2,6 triệu người tiêm mũi 1, hơn 2,1 triệu người tiêm mũi 2 và hơn 1,1 triệu người tiêm mũi 3. Theo ngành y tế, điều đáng quan ngại hiện nay là một bộ phận người dân chủ quan khi tự xét nghiệm thấy dương tính nhưng không khai báo tự điều trị tại nhà. Anh T, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương chia sẻ, cách đây 10 ngày, anh tự xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Tôi có gọi điện, nhân viên y tế phường chỉ hỏi thông tin cá nhân, tiêm vaccine hay chưa, triệu chứng thế nào và hướng dẫn cách điều trị tại nhà. Sau đó tôi tự mua thuốc điều trị, hiện đã âm tính trở lại. Trong khi đó anh H, ngụ Bình Dương nói, tôi xác định phải sống chung với dịch bệnh nên khi bị cũng thấy bình thường. Bạn tôi nhiều người bị tự mua thuốc điều trị rồi tự xét nghiệm để biết kết quả. Liên quan đến việc F0 tự điều trị tại nhà, không khai báo y tế, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Hưởng, người phụ trách điều trị bệnh nhân tầng 3 tầng nguy kịch tại Bình Dương, có những chia sẻ với báo chí. Theo Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hưởng, dịch COVID-19 ở Việt Nam còn kéo dài, khó lường trước, diễn biến số lượng F0 tăng nhanh, biến thể Omicron chiếm ưu thế. Mặc dù tỷ lệ phủ vaccine phòng COVID-19 rất cao, nhưng số ca nhiễm vẫn tăng nhanh. Tuy số ca tăng, tử vong không nhiều nhưng vẫn còn, đặc biệt là các di chứng sau nhiễm. Phó giáo sư Trần Văn Hưởng cho biết, virus SARS-CoV-2 gây tổn thương nhiều cơ quan, trong đó chủ yếu đường hô hấp, nhưng để lại di chứng nhiều cơ quan khác ngoài cơ quan hô hấp, như hệ thống huyết lọc máu làm tắc mạch, hệ thống tim mạch như nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim, loạn nhịp tim, hệ thống tiêu hóa như nhiễm trùng tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, tiêu chảy, cơ quan nội tiết dẫn đến tiểu đường, dẫn đến viêm thận, suy thận, da như ban đỏ, viêm da, mày đay, rụng tóc, biến chứng ở hệ cơ xương như đau nhức cơ, mỏi cơ, yếu cơ, viêm khớp, biến chứng ở hệ thần kinh, tâm thần như rối loạn lo âu, trầm cảm, dị cảm, chứng giảm mất trí nhớ, chứng xương mù não, cơn gai lạnh, rối loạn thần kinh chức năng. Ở trẻ em ngoài các tổn thương trên cơ thể bị hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19. Ngoài tổn thương các cơ quan trên, hậu COVID-19 để lại di chứng ở cơ quan hô hấp chiếm tỷ lệ cao với nhiều tổn thương gây khó thở, hụt hơi, giảm thông khí phổi, giảm chức năng hô hấp, bội nhiễm đông đặc phổi, hội chứng cảm cúm kéo dài, mất mùi, mất vị giác kéo dài và đặc biệt là sơ phổi tiến triển. Theo Phó giáo sư, để giảm thiểu các biến chứng diễn biến nặng phải nhập viện và các di chứng kéo dài, sau khi trở thành F0, việc khai báo với y tế địa phương là rất cần thiết và quan trọng. Sau khi khai báo F0 sẽ được hướng dẫn cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm cho gia đình và cộng đồng, được theo dõi qua kênh liên lạc tin cậy và được cấp thuốc miễn phí khi có triệu chứng. Cấp thuốc để điều trị kịp thời từ đầu là hết sức quan trọng để giảm thiểu tiến triển nặng, tử vong và các di chứng hậu COVID-19 sau này. Việc xem nhẹ khi trở thành F0 có thể khỏi trước mắt nhưng hậu quả sau này rất lớn.